Xin chào tất cả những bạn có mặt trên kênh của mình. Mình là Lã ở đây. Đến với video ngày hôm nay chúng ta thì lại tiếp tục là một cái thử thách nha các bạn. Hôm trước thì mình đi làm cây PP19. Thì do là cây PP19 của mình không có skin nên bắn mình cảm giác nó cùi cùi hơn mấy cây nâng cấp của mình. Thế là mấy bạn kêu là cây đấy là cây mạnh nhất game. Trời ơi, lú thực sự ạ. Lỗi mình các bạn. Và hôm nay thì mình sẽ sử dụng một cây súng khác nha. Cây này chắc nó là cùi nhất trong hàng tiểu liên đấy, đúng không các bạn? Chứ mà bạn nào mà bảo mà nó mạnh nữa thôi chịu ấy. Nên là thôi chắc lần sau các bạn muốn mình làm súng gì thì các bạn comment xuống bên dưới cho mình đi. Không có gì mình đi làm cho nó dễ các bạn ơi. Chứ mình tự lựa súng cái này nó cũng hơi toang. Rồi thì trên đồi đang có một thanh niên. Hồi nãy thì mình vừa lụn một kill rồi. Thôi từ từ đã. Cầm cây này thì cũng không vội được các bạn. Ngoài rồi nhanh nhé. Thôi nhất anh. Phía sau này còn một người nữa này. Từ từ đã các bạn ơi, rút ra. Đây rồi. Ê, thôi luồn thôi các bạn ơi. Mình sẽ luồn về phía sau này. Đấy, thanh niên phía trước mặt mình cũng khá là khôn các bạn. Bạn ấy lựa cái góc mà thanh niên bên kia không bắn được. Này thì lựa góc này. Rồi xong. Bên kia còn một thanh niên nữa. Chìm cút. Cầm qua luôn rồi kìa. Ghê. Rồi sao bạn? Có tính công luôn không? Nào không công vào đây. Mình đang cầm tiểu liên các bạn ơi, nên là không thể nào mà mình lao vào mình sục như kiểu cầm sọt gan được. Rồi chạy đâu rồi? Có tiêu luôn các bạn. Ui, thanh niên này lom dòm thế. Rồi. Ê. Em mà kể ra cái cây Mark 10 này kéo tâm nó cũng ngon phết nhỉ. Mình cứ nghĩ là nó cùi cùi nhưng mà cầm thử kéo tâm cũng phê phết các bạn ạ. Thế rồi bên cây này có phải là cây cùi nhất ông tiểu liên không ta? Nhưng bắn thấy nó cũng mạnh mạnh. Thôi kệ đi, chưa biết sao giờ. Lỡ rồi các bạn. Mà thực ra là tiểu liên thì làm gì còn cây nào mà cùi hơn đâu đúng không? Mấy cây kia thì nó gọi là thuộc hàng siêu mạnh rồi. Còn cái cây mini Uzi thì nó đâu phải là tiểu liên đâu. Nó chỉ bắn đạn tiểu liên thôi chứ thực ra nó là lục mà. Thôi kệ vậy. Mình sẽ đi loot thêm chút đồ nhá. Hôm nay thì đi làm thử thách nên là mình đang đi solo các bạn ơi. Không có đi theo team cũng không có đi solo squad được. Cũng sắp cập nhật mùa danh rồi đấy. Đây, có xe này. Có tiếng đi xe này. Đây. Tới liền. Đâu rồi? Bạn đang loot thính các bạn. Nha. Loot thính đúng không? À. Loot thính đúng không? Hỏi dính. Ui giời. Đúng thế. Lỗ tay cả kiện thanh niên kia thôi mà đâu ra hai thanh niên lao vào ạ. Sợ thật. Thôi nhất bạn. Rồi chạy đây này. Rồi xong. Bắn cho gòn này. Còn ấy. Ôi mà anh trai ghê thế. Ngon anh trai vào đây. Vào đúng không? Vào thôi, em đi đây. Còn có 4 người thôi à? Trời ơi. Bắn 10 đam thì bao giờ mới chết đây? Chạy bo nào bạn ơi. Châu thì bắn lâu cũng chết. Nào, chạy bo. Không chạy luôn à? Ui. Bạn ấy chạy xuống dưới rồi. Ghê thế. Rồi, qua đây. Hai anh em mình tâm sự chút nào.
Ở đâu rồi? Cái vòng dưới này đúng không? Ừ, ngộ không kìa. Ghê chưa, ghê chưa. Vâng, bên kia có người đã hạ sát nhau luôn. Thanh niên này thì đang dùng ngộ không nhưng mà mất skill ngộ không rồi. Bắn shotgun các bạn ơi. Bắn shotgun thì mình giữ khoảng cách thôi. Thế đấy. Người chàng trai. Trời ơi, bắn thế mà không gục kìa các bạn. Lụm lẹ, lụm lẹ, lụm lẹ. Ok, xong. Này, cái bộ hồi phục này. Còn thanh niên kia thôi. Rồi. Chờ thanh niên kia qua thì chúng ta làm nốt thanh niên đó để lấy cái top 1 nhá. Mini Uzi ở các bạn ơi. Trời ơi. Nghe không biết cái này có phải yếu không mà sao mình bắn mình cảm giác thấy nó dễ vào đầu người ta. Oh, bắn số 1 team mình gục rồi. Bắn team 1 nó hơi buồn nên là mình chuyển qua mình bắn team 4 nha các bạn. Thử thách thì làm một cái thôi chứ làm nhiều cái thì nó cũng không hay. Rồi, nào kiếm chút đồ ấy coi. Trận này team mình thì cũng có 4 người nhưng mà mấy bạn ấy đi lẻ hết rồi. Số 1 có tên là Bill. Bạn số 3 thì là Hồng Quang, bạn số 4 thì là Ngân 2K9. Vâng, 2K9 và chơi Sapphire còn khá là trẻ đấy các bạn. Rồi gục. Thanh niên này là thanh niên bắn đồng đội mình này các bạn. Ôi giời ơi. Đồng đội của tôi ơi. Cái này chết không chết lị. Rồi để mình cứu. Này có người, có người này, có người này. Thôi chắc có lẽ mình làm luôn thôi. Đi gọi là chơi cùng viewer kiểu này thì mình đang đi solo squad rồi các bạn. Rồi xong. Mấy bạn ý thì ai cũng muốn đi lẻ để mà kiếm kill để mà thể hiện. Nhưng mà này là không ổn rồi. Đây. Mình đi tìm chỗ mình cứu cho. Khổ lắm cơ. Chỉ có đi cứu đồng đội thôi mà cũng hết cả trận đấu rồi. Mấy bạn ấy cứ đi lòng vòng ở dưới. Vâng, bạn số 3 đang bắn nhau luôn. Rồi xong gục luôn. Thôi đây, tiện thể mình đi mình cứu luôn cho. Đấy. Đi chung thì không đi. Mà mình hết xui nha các bạn ơi. Đồng đội của tôi ơi, bắn không cẩn thận là toang ấy nha. Đấy, lại bắt đầu bay đi đâu rồi đấy. Ở dưới có địch kìa, ở dưới có địch kìa. Rồi. Yếu lắm rồi, yếu dã man rồi. Có xuống lụp được không? Ôi dồi ôi. Ôi dồi ôi. Đồng đội của tôi ơi. Ê, cày thật chứ. Bên này, bên này, bên này. Rồi gục. Su thì đã không có rồi. Mà mấy ông đồng đội mình ông ấy chơi kiểu này. Chơi kiểu này còn mệt hơn cả đi kênh 4 nữa các bạn. Rồi bên dưới cứu luôn rồi. Rồi kệ đi không sao đi. Bây giờ phải đi tìm cách cứu đồng đội cái đã. Chứ tí nữa vào mấy cái bó cuối mà một mình thì không thể nào cam nổi đâu các bạn ơi. Bắt buộc là phải đi tìm cứu đồng đội thôi. 300 xu rồi, 300 xu thì vẫn còn thiếu nhiều lắm. Ba người lận cơ mà. Gặp dàn đồng đội báo quá bao. Có người luôn này. Trời ơi. Lucana luôn rồi. Trên kia có người luôn nữa kìa. Toang rồi. Ngoài bo các bạn ơi. Lại còn bị địch cam thế này. Không biết là trận này có xong không đây.
Rồi dính. Dính thân nữa này. Này. Ok. Trong có người kìa. Ghê. Đặt keo ghê đấy bạn ơi. Đặt keo ghê đấy bạn ơi. Này, đặt keo ghê này. Mày thế. Kiếm thêm được chút xu rồi các bạn. 800 xu rồi. Ok, gục. Xuống xong rồi có gì đi lụm xu rồi cứu đồng đội phụ mình nhá. Chơi kiểu này là không ổn đâu bạn ơi. Rồi lút đồ đi. Tầm này đi chung được rồi đấy, đừng đi lẻ đấy nhá. À, có địch kìa. Chạy đi đâu thoát. Xu không? Không có xu rồi. Xu cần na đâu rồi. Bên dưới, bên dưới, bên dưới, bên dưới. Và bo này bạn ơi, Hồng Quang ơi. Bạn là niềm hy vọng duy nhất của team hiện tại đấy. Tầm này mà bạn ra đi nữa là lấy top 1 khó lắm đấy. Bay kìa. Rồi gục. Đúng rồi. Chỉ có pha mát mới gọi là nó là cái gì đấy, nó gắn liền với mình thôi các bạn. Hãy bắn cây khác nó lòm dòm quá. Nó lại bay kìa. Rồi, lia. Còn 4 người. Team mình thì 2 người, team địch 2 người. Như vậy là sẽ là một pha 2 đấu 2. Có su này. Yêu 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 yêu. Rồi, go 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 go. Ngon rồi, ngon rồi, ngon rồi, ngon rồi, ngon rồi. À, kêu kìa. Hình như là ông đồng đội mình không thấy rồi ta. Ôi, không biết làm gì nhở. Ừ hay. Đúng rồi. Đấy, có đồng đội cái là nó khác bọt liền. Còn thanh niên cuối cùng. Rồi, 2-1. Không chột cũng què mà. Ok, bỏ ra các bạn nha. Và một cái trận đấu mà mình cảm thấy tự dưng mình mệt ngang các bạn. Ok, thì trận đấu ngày hôm nay cũng đến đây là kết thúc video này luôn. Thì cảm ơn các bạn đã xem video và chúc các bạn có một ngày thật tốt lành nha. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những clip lần sau nha. Bye bye.